xin chào các bạn, à, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình à, ông chồng hay làm. Hôm nay mình sẽ nói về cách sử dụng cái app Hit trên uh, các bạn. À, bởi vì một số bạn đó là à, chưa có biết cách à, xài cái con này. Thì đầu tiên các bạn thì cứ à, bước đầu tiên khi các bạn vô là sau 7 giờ sáng của Việt Nam nghe các bạn. Thì cái à, một activity này, này nè, nó sẽ cho mình cờ lam. Đó, thì mỗi ngày á, các bạn à, sau 7 giờ sáng thì các bạn sẽ claim được nha. Thì các bạn à, bấm vào cờ claim từ đây này các bạn. Đó. Thì khi các bạn claim này là các bạn sẽ được 5 đồng, 5 đồng đây, cái ba lăng nó tăng lên 5 đồng nha các bạn. Đây. À, các bạn bấm đây là nó đã ba bấm rồi thì nó sẽ hiện cái chữ này nghe các bạn bởi vì nó chưa có cập nhật á đây đó đó khi mình kéo xuống nó sẽ cập nhật lại thì nó cập nhật lại là còn 23 giờ nữa. Có nghĩa là vào 7 giờ sáng ngày hôm sau các bạn sẽ claim được 5 năm cái đồng heli này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ qua cái mục mining nha các bạn. Thì khi sau à, các bạn sau khi các bạn bấm cái claim bên đây rồi thì phía phần mining này nó sẽ à, cho nó sẽ chuyển qua màu vàng thì khi này các bạn sẽ bấm mining được nha. Đây các bạn bấm vào nó sẽ được thì lúc này nó sẽ chuyển qua là active thì rất là nhiều bạn thấy cái chữ này in thì khi các bạn bấm cái active bên đây trước sau 7 giờ các bạn cờ thì qua mining này các bạn sẽ mining được và khi các bạn bấm vô rồi thì nó sẽ chuyển qua active và nó sẽ chạy cái đồng hồ này cái đồng hồ này sẽ chạy ngược thời gian lại à, khi nó đếm tới về không lại có nghĩa là 7 giờ sáng hôm sau thì các bạn sẽ mining được thì khi mà nó chạy mining ở trên đây này các bạn thì ở phần bên dưới này nè cái token mình nó sẽ từ từ nó xuất hiện. Thì khi nào nó xuất hiện cái cái chữ claim này mà nó đổi qua màu vàng thì các bạn sẽ lấy được cái đồng đó. Thì khi các bạn bấm claim vào đây á, thì nó sẽ về cái đồng này nha các bạn nó sẽ lên trên cái ví của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phần upgrade này nè các bạn có nghĩa là à bên item đó các bạn thì là cái à, những cái búa đào, à, những cái búa này nó giúp cho giống như là đào à, nhiều hơn vậy các bạn đó cái búa này giúp đào nhiều hơn nha thì cái level 5 của nó là tốn 3 đồng còn cái xích lô bát này là nó giống như là cái vỏ để đựng vậy đó thì các bạn đào nhanh nhưng mà à, cái vỏ nhỏ thì các bạn cũng không có có chứa được nhiều thành ra là à, các bạn cứ tăng mắt lên thôi thì cái mắt của thằng này là level 5 là tốn 3 đồng thì mình upgrade luôn nha upgrade là nâng cấp đó các bạn đó thì bây giờ là đã full hết rồi nè là à, bên đây cũng level 5 bên cái búa cũng level 5 mà bên cái vỏ cũng level 5 vậy coi như xong phần hợp trích là nha các bạn đó thì khi đó là đây à khi mình bấm mining nè thì bây giờ nó đã xuất hiện tiền ở dưới đây rồi nè các bạn thấy chưa cái phần hit nè tiền nè đó thì ví dụ như bây giờ bấm cờ lem á là nó sẽ về ví luôn các bạn coi đang ví đang là 6,62 đồng nè thì mình bấm cờ lem nè đó thì các bạn đã thấy là nó về 10,22 đồng hai ly chưa đó đó là cái cách để đào nghe thì nó đơn giản vậy thôi các bạn hàng ngày là có cái phần activity này các bạn um, vào để các bạn uh, uh, chọn cái 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 cờ có nghĩa là điểm danh đó các bạn sau đó các bạn qua đây các bạn bấm đào rồi khi tiền về các bạn bấm cờ là, là nhận tiền nha ba bước nha à ngoài ra thì nó còn cái cái phần lúc kêu que có nghĩa là vòng xoay may mắn thì cái vòng xoay may mắn này á, giống như là sổ số vậy đó các bạn sổ số gì đó thì à, tốn phí là 20 mươi nha mình chưa có đủ hình ra mình chưa có chơi nhưng mà rất nhiều người họ đã đạt những cái phần thưởng dưới đây nè đây là cái danh sách những người mà trúng ly này các bạn thì à, nếu như các à, các bạn đủ tiền thì các bạn hãy vô vào đây các bạn bấm vào join event nè đó thì nó báo là không có đủ ly để chơi thì phí là 20 đồng nghe này nó giống như sổ số vậy các bạn đó. Rồi ok thì cái ứng dụng này nó đơn giản vậy thôi. Và bản này cũng chưa phải là cái bản chính thức ở trên app nha các bạn. Nó cũng có thể là sẽ thay đổi khi mà nó ra mắt chính thức. Thì các bạn hãy theo dõi cái Twitter của họ nha. Họ có cái Twitter các bạn. À đây là cái Twitter của họ nè. À, để mình mình vô cái Twitter của họ. À các bạn nhớ à, chơi cái này thì các bạn nhớ là một cái Twitter À quên và theo dõi nha đây mình cái heli luôn rồi để mình nhớ cái chữ uh, sorry để mình 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 sợt lại cái 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 heli kia mình thôi được rồi cái phải không ai Harley Official hình như nó đây nè các bạn để chính xác á để các bạn muốn mà biết chính xác của một cái cái con một cái cái Twitter chính hãng của ai á thì đầu tiên các bạn vô cái trang chủ trước nha sau các bạn sẽ kéo xuống cái phần mà theo dõi á, thì các bạn nó sẽ có cái Twitter các bạn bấm vào nha đó đúng rồi đây này các bạn thì các bạn bấm theo dõi nè rồi các bạn bấm cái chuông nha đó thì đây chính là cái Twitter mà chính hãng Tại vì có một số cái dự án các bạn Nếu như mà mình không có à, Mình search cái tên của nó không á, Là rất rất là dễ bị fake nha Rất là nhiều cái Twitter fake Sau này họ sẽ bán ICO đồ họ bán giả đó các bạn đó Thì ở đây thì các bạn có thể xem được những cái tin tức của họ Khi nào có drop Khi nào ra mắt cái à, Gọi là app mới thì họ thường là sẽ đều đăng trên Twitter và Telegram Nhưng mà cái Twitter thì nó sẽ làm chính thức hơn còn Telegram thì nó nhanh hơn. Đó, nha các bạn. Đó thì thì đó là một số cách. À, ngoài ra thì một số bạn có hỏi mình về cái cơ chế à, tuyển như thế nào và phần thưởng tuyển thì ở đây mình cũng quên mất là các bạn đầu tiên là các bạn điểm danh nè, ở đây nha, claim nè, qua phần referral này nè. Thì thứ nhất á thì đây chính là cái mã mời của mình. Các bạn bấm copy nè thì sẽ ra mã mời. Mã mời của mình là 6GU 9S2N. Rồi, khi mà có những người nào mà họ vô, họ đăng ký các bạn theo tên các bạn thì à, cấp 1 các bạn được 5%, 5% cái mà họ đào được đó. Cấp 2 các bạn được thêm 2% nữa. Và các bạn phải bấm vào cái lem này để các bạn nhận cái tốc độ của người ta nè, đó. Thì à, hàng ngày các bạn có thể vô đây để các bạn check. Nếu các bạn thấy cái chữ à, cờ lem này nó 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 vàng nè, đó bây giờ nó đã thông báo là không còn phần thưởng nào để clam nữa. Đó thì lúc này là hết nha các bạn. Đó. Để xem được cái đội ngũ thì các bạn có thể bấm vào cái nút my tim này, đó. Thì nó có cấp 1, cấp 2 luôn. Và cái tổng này chính là tổng cả cấp 1, cấp 2 luôn này các bạn. Vậy nha. Rồi ok, à, mình tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. À những bạn nào yêu thích video của mình thì hãy cho mình một like để ủng hộ mình nha các bạn chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cũng như là bấm chuông để có thể nhận được những cái kèo free à, từ kênh của mình nha mình cảm ơn các bạn chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn